Tiếp theo là thông tin về thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, ngoài số lượng khu công nghiệp lớn nhất tỉnh với 9 trong tổng số 15 khu công nghiệp, thị xã Phú Mỹ cũng là địa phương được quy hoạch nhiều cụm công nghiệp nhất với 5 cụm. Song song với thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, tỉnh và thị xã cũng tập trung thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn Phú Mỹ nhằm mục đích chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động khu vực nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ, đồng thời khắc phục tình trạng sản xuất phân tán, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm soát về môi trường. Mục đích khá rõ ràng, song nhiều năm qua, việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp chưa như kỳ vọng. Qua nhiều năm triển khai, các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư thứ cấp. Tiến độ xây dựng hạ tầng của nhiều cụm công nghiệp đang dậm chân tại chỗ. Thị xã Phú Mỹ có 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 179 ha, trong đó có 3 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và đã đưa vào khai thác, gồm cụm công nghiệp Bumin Vina, cụm công nghiệp Tóc Tiên và cụm công nghiệp Hắc Dịch 1. Dù đi vào hoạt động từ 5 đến 14 năm, nhưng tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp này chỉ từ 38,5% đến hơn 64,4% diện tích. Riêng cụm công nghiệp Tân Phước quy mô 21 ha đang được Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ kêu gọi xã hội hóa đầu tư hạ tầng phục vụ cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Cụm công nghiệp Hắc Dịch 2 quy mô 43 ha vừa được chuyển đổi quy hoạch thành dự án nhà ở. Như vậy, việc triển khai quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ chưa đạt được mục tiêu, kỳ vọng mà thị xã cũng như nhà đầu tư đặt ra. Nguyên nhân chính là do các cụm công nghiệp đều vướng mặt bằng, khiến chủ đầu tư gần như không thể triển khai thêm được hạ tầng mới. Khó khăn hiện nay của cụm công nghiệp này là do chưa có đường thoát nước bên ngoài để đấu nối với cụm công nghiệp, nên báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được phê duyệt, dẫn đến việc triển khai hạ tầng bị ngưng lại. Một nguyên nhân nữa khiến các cụm công nghiệp thiếu sức hút, đó là chính sách ưu đãi của nhà nước đối với cụm công nghiệp thấp hơn khu công nghiệp, trong khi việc lập và triển khai quy hoạch đầu tư chi tiết vẫn phải theo quy định chung như khu công nghiệp, khiến suất đầu tư vào cụm công nghiệp cao, kéo theo giá cho thuê cũng cao hơn. Điều này khiến các doanh nghiệp, chủ cơ sở công nghiệp nhỏ không mặn mà chọn cụm công nghiệp, mà thuê nhà xưởng có sẵn bên ngoài cụm công nghiệp để sản xuất kinh doanh. Các cụm công nghiệp chậm hoàn thiện hạ tầng, không thu hút được nhà đầu tư thứ cấp, cũng đồng nghĩa với việc lãng phí đất công và lãng phí tiềm năng. Đối với các doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp không cao cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, để nâng tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp, thị xã Phú Mỹ đang triển khai thực hiện công văn số 17485 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về cụm công nghiệp. Thị xã đang phối hợp với Sở Công Thương rà soát tiến độ đầu tư hạ tầng và hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn nhằm đề xuất hướng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị phù hợp, đồng thời tăng cường hỗ trợ các chủ đầu tư giải phóng mặt bằng và tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng ngành nghề hoạt động trong các cụm công nghiệp. Thì bây giờ là đã có quy chế là một cửa cho Sở Công Thương đầu mối, thì tôi thấy nên giao quyền hạn chức năng và nhiệm vụ của Sở Công Thương giống như ban quản lý khu công nghiệp. Thì lúc đó, tại vì khi qua nhiều sở thì nó có nhiều nhà đầu tư người ta liên hệ quá nhiều, nên do đó nó ta cũng ngại. Nhằm tăng sức hút cho các cụm công nghiệp, các chủ đầu tư hạ tầng cũng kiến nghị tỉnh và thị xã Phú Mỹ có chính sách ưu đãi về thuế, vốn tín dụng, hỗ trợ các cụm công nghiệp xúc tiến thu hút đầu tư, kiên quyết di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tại các khu dân cư, khu vực nông thôn vào các cụm công nghiệp theo quy hoạch.